Đầu tiên là cái cảm nhận về cái độ rộng thì qua camera, qua màn hình thì khách đã thấy rất là rộng rồi, siêu rộng luôn. Từ từ Kỳ Lân sẽ vô trong cái nhà. Đây là không gian bếp. Không gian bếp này thì cũng thuộc dạng rộng, với kệ tủ bằng gỗ. Khi mà review á thì Kỳ Lân luôn coi mình là một khách hàng để đi coi sản phẩm, coi nhà, coi cửa. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Và hôm nay theo một lời mời từ một vị khách hàng rất là thân của Kỳ Lân, là khách hàng này muốn bán một căn nhà. Căn nhà này cũng tương đối lớn ở thành phố Biên Hòa. Và Kỳ Lân sẽ trực tiếp đi review. Xin mời quý khách theo chân Kỳ Lân để mà xem ngôi nhà quý khách hàng đang cần bán, và chi tiết như thế nào, diện tích ra sao, nhà xây dựng ra sao, có những cái gì, nội thất ra sao, thì tất cả sẽ có trong video. Bây giờ hãy theo chân Kỳ Lân nhé. Và bây giờ mình đang trên đường di chuyển đến phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Và giá cả căn nhà này ra sao, diện tích như thế nào, nội thất bên trong gồm có những gì, và bên trong cơ cấu kết cấu ra sao, thì tất cả Kỳ Lân sẽ review cụ thể để khách và khách có nhu cầu đến tham quan hoặc mua thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Vâng, và bây giờ Kỳ Lân đang bắt đầu di chuyển đến vị trí của căn nhà của khách hàng đang gửi Kỳ Lân review để mà bán. Thì căn nhà ra sao, vị trí như thế nào, bố cục ra sao, diện tích như thế nào, và gồm có những gì, cụ thể ra sao, thì Kỳ Lân sẽ review cụ thể. Và giá cả như thế nào, thì quý khách muốn mua thì làm việc trực tiếp với Kỳ Lân luôn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển. Vâng, và hiện tại là chúng ta sắp đến. Hồi nãy thì đến rồi, nhưng mà anh chủ nhà anh có việc anh đi lấy đồ gì đó, mà Kỳ Lân đang đói bụng nên là Kỳ Lân đi kiếm một chỗ ăn nên chạy qua rồi ăn, nên thành ra hồi nãy mình đi từ chỗ showroom Kỳ Lân Luxury, nhưng mà bây giờ thì ngược lại hướng, là Kỳ Lân lại chạy ngược từ hướng ở quốc lộ 1A. Không, đây là hướng khu thành phố Biên Hòa luôn rồi. Thành phố Biên Hòa đó, Kỳ Lân ở xa lộ Hà Nội đó, thì chạy ngược lên lại hướng về Sài Gòn đó, cho nên là quý khách sẽ thấy đường hơi ngược ngược so với lúc đi. Còn đây là hướng đi ngược về thành phố Hồ Chí Minh, quẹo trái là quốc lộ 51, đường quốc lộ 51 Võ Nguyên Giáp, bên phải là trung tâm hành chính công. Đi bên phải để đi tiếp xa lộ Hà Nội. Rồi mình sẽ ôm vòng xoay, quẹo trái về quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu. Ô, cho mình qua luôn nha các bạn ơi. Lỡ rồi, ok, thank you. Từ Sài Gòn mà chạy xuống Biên Hòa thì có nhiều chỗ thì Kỳ Lân cũng chưa có biết, cho nên là Kỳ Lân muốn dùng bản đồ để mình tìm những quán ăn ngon, những điểm thú vị, nên nhờ vào cái điện thoại tìm rất là tiện lợi. Ra khỏi vòng xuyến vào đường Bùi Văn Hòa. Ủa, sao Bùi Văn Hòa? Bùi Văn Hòa đi tiếp quốc lộ 15 km nữa
Quốc lộ 15 hả? Thì hiện tại Kỳ Lân cũng đang rất háo hức, hào hứng đến xem cái ngôi nhà của khách hàng. Thì sơ bộ hình ảnh gửi qua Zalo cho Kỳ Lân thì Kỳ Lân thấy rộng, cũng đẹp và nói chung là thoáng, là Kỳ Lân thích. Thì nó rộng như thế nào, nó đẹp như thế nào, nó thoáng như thế nào thì mình đến thực tế mình mới biết chính xác được. Và với một cái mức giá tiền thì tầm 30 tỷ, diện tích là 290 mấy mét vuông á, để em cũng không nhớ chính xác nữa. Diện tích là, để Kỳ Lân coi lại cái thông số mà khách hàng đã gửi, 291,7 mét vuông. Và chúng ta đang đi ngang qua khu công nghiệp Biên Hòa, cổng chào của khu công nghiệp Biên Hòa. Rồi đây là đường đường gì đây? Quốc lộ 15. Và hiện tại thì chúng ta đang ở phường Long Bình rồi. Phường Long Bình cách khoảng cỡ 3 cây rưỡi là Kỳ đang đến nơi thôi. Phường Long Bình. Trời lúc này đang có mưa lất phất. Nói chung là mưa nhẹ, mưa nhỏ. Cũng rất là mát. Và tại vì hôm nay Kỳ Lân đi trễ quá nên là sợ quay sẽ tối không có đẹp. Nhưng mà hy vọng là đến nơi căn nhà này điện đài sáng sủa và đẹp đẽ để mà cho quý khách xem. Một căn nhà mình quay ban ngày thì nó có thể là rất là rõ, nhưng mà ban đêm nó đẹp hay không mình sẽ dễ hình dung hơn nữa. Vì vậy thật ra đi trễ cũng là một cái không sao. Ví dụ như mình đi quay đất đai ở ngoài, ở những cái đồng ruộng hay là những cái đất đai mà vùng ven, vùng sâu, vùng ấy thì mình cần trời sáng. Nhưng mà nhà thì buổi tối cũng thú vị. Thú vị là vì có ánh đèn tăng lên độ đẹp của ngôi nhà. Và không biết là thiết kế trông như thế nào, Kỳ Lân đang rất là hào hứng để mà trải nghiệm. Rồi còn có 2 cây 8 là tới rồi. Đoạn đường thì mưa bay bay phức phức và lượng xe lưu thông thì cũng tương đối ok. Thì hiện tại thì đoạn đường thì cũng tương đối đông, với lưu lượng mưa thì mưa bay bay phức phức nên là đường nó trở nên đông hơn, bởi vì tốc độ lưu thông đường nó còn chậm lại vì trời mưa. Và chúng ta đang đi qua một cái doanh trại. Đoạn đường này có một cái doanh trại ha, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ồ, thì ra là nếu như mà cái nhà nó nằm ở vị trí này á thì cũng là khá là sầm uất. Bởi vì đoạn đường này, cái đường này cũng là một cái đường lớn, đường Bùi Văn Hòa. Và rất nhiều tiện ích, chợ tự phát, rồi những trung tâm, những siêu thị xe máy nhập khẩu, khu kinh doanh thương mại và giới thiệu sản phẩm. Nói chung là đoạn đường này là khá là đông đúc ở thành phố Biên Hòa. Dân cư đông, những tiện ích thì nhiều. Thế mới thấy đoạn bên phải cái đó là cái gì ta? Nếu như mà quý khách nào ở thành phố Biên Hòa thì chắc chắn sẽ biết con đường này. Và sau khi coi video của Kỳ Lân thì sẽ thấy căn nhà này nằm ở một vị trí cũng rất là ok. Và quý khách chỉ việc đến xem, được thì đầu tư. Giá cả thì cụ thể công khai rồi, tầm 30 tỷ. Và hiện tại thì theo bản đồ Kỳ Lân định vị chạy đến là còn cỡ 850 mét nữa. Lưu thông hiện tại là đang chậm bởi vì trời mưa. Hai bên đường cũng khá là đông đúc.
mặc dù trời mưa nhưng mà việc mua bán vẫn khá là nhộn nhịp. Đoạn đường xe lưu thông cũng tương đối nhiều. Rồi, chúng ta đang bắt đầu quẹo phải vào khu. Wow, khu này khá là vui luôn. Quán ăn quá nhiều. Karaoke nè, quán ăn nè, nhà hàng nè, hai bên đường nè, bún cá nè, cà phê nè, nói chung là tiện ích mà để phục vụ ăn uống. Đường này là cũng là một cái đường ở không sợ thiếu đồ ăn. 100m nữa, rẽ trái. Khu này là khu có thể nói là khu ăn chơi luôn á. Wow, quán karaoke nhìn rất là hoành tráng. Vâng, và bây giờ mình đã đến ngôi nhà. Nhà rất là rộng, cảm giác rất là thích. Mới đến là cảm giác rất thích rồi. Wow, đồ gỗ. Đầu tiên là cái cảm nhận về cái độ rộng thì qua camera, qua màn hình thì khách đã thấy rất là rộng rồi. Siêu rộng luôn. Từ từ Kỳ Lan sẽ vô trong cái nhà. Đây là một cái sân sân cỏ. Trồng dừa. Wow, có mấy cái dừa rất cao, rất to. Sân này là đãi tiệc là được ít nhất là phải 7-8 bàn. Hơn phải 7-8 bàn. Sân này nè, rất là rộng. Có một cái chòi. Chỗ này là ngồi cà phê ăn nhậu gia đình đây. Nói chung là cái sân vườn này rất là rộng. Đây là ô đậu xe. Này đậu được thoải mái 2 chiếc, mà nếu mà ép chiếc 5 chỗ thì được 3 chiếc. 7 chỗ chắc được 2 chiếc. Theo Kỳ Lân cảm nhận được là chuẩn. Và khi quý khách đến xem thì sẽ được tư vấn kỹ hơn giữa chủ nhà luôn. Wow, đây là ô đậu xe nãy nè. Toilet cũng rộng ha. Đây là không gian bếp. Không gian bếp này thì cũng thuộc dạng rộng, với kệ tủ bằng gỗ. Gỗ này thì cũng là gỗ thường thôi. Đá hoa cương thì cũng bình thường. Nói chung là bếp này thì rộng thôi, còn đều đẹp thì không đẹp. Muốn đẹp thì mình phải cải tạo sửa lại, còn không thì cứ để thế tận dụng, sử dụng. Đây là một cái bàn ăn. Không gian bàn ăn với bếp. Thường thì nhà rộng thì trong bếp sẽ là có luôn một cái bàn ăn đi kèm, rất là tiện lợi. Còn nhà chật thì phòng bếp riêng là phải bợ, đoạn lên phòng khách thì nó sẽ bất tiện. Nhưng mà không gian này là quá tuyệt vời. Một không gian bếp và kế bên là một không gian để bàn ăn. Có cửa cuốn luôn. Này là cái cửa cuốn mở ra sân vườn nè. Sân vườn mà lúc nãy chúng ta mới vừa bước vào á. Đây, em lên cầu thang nhanh. Cái này mình này sao xây bao lâu rồi anh? Lâu lắm hả? Dạ dạ. Là cái này thì hỏi thông tin sơ bộ qua thì xây cũng lâu rồi. Wow, trên này là khá là rộng luôn. Wow, trên này một phòng tắm. Có bồn. Phòng tắm này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô. 7, 30, 2, 1. Dài chắc cỡ 3 mét, hơn 3 mét. Dài chắc 3 mét. Này là lối ra phía sau xem mới có cái gì. Wow, em camera đây. Đây là không gian đằng sau ngôi nhà.
Thì mình nhìn ra đây mình thấy được ở ngoài đây là bên kia là quán cà phê, một cái đường đó, một cái đường cũng rộng. Đường này là đường đường đó đường 5m. Người ở của nhà này nói là kiến trúc này là lâu rồi. Và bên hông đây cũng có một cái căn villa. Và căn villa này cũng có một cái chòi gỗ cũng nhìn dễ thương. Và bên hông cũng có một cái đường. Đường đó thì chắc cỡ 5m. Rồi, đi vào em. Mình sẽ khám phá từng không gian phòng ở đây. Khi mà review á thì Kỳ Lân luôn coi mình là một khách hàng để đi coi sản phẩm, coi nhà, coi cửa. Thì mình thay mặt khách hàng coi thì Kỳ Lân như là một người khách hàng đi coi thôi. Kỳ Lân cũng hỏi những câu hỏi, coi những cái góc cạnh, những cái căn phòng, những cái góc để nó cụ thể, để quay hết vào clip để khách hàng ngồi tại nhà, ngồi tại nhà và coi video giống như là mình đang đi coi luôn vậy đó. Đi. Đây là một cái phòng. Phòng này sẽ là có cái cột nằm ở đây nha. Nhìn hơi bị khó chịu một chút. Rồi, chắc do thiết kế hay sao nè. Phòng này là một phòng phòng ngủ. Và bên hông thì có cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy sân vườn không? À, bên kia có một cái sân đá bóng nè. Bên kia có một sân đá bóng. Thấy không? Thấy được chứ. Rồi. Và đây là một phòng. Đây là cũng một phòng ngủ nữa. Còn cái phòng này là có hai view cửa sổ, một cửa bên hông nhìn ra sân vườn và một cửa phía trước, cửa sổ phía trước nhìn về đường phía trước. Rồi tiếp tục lên đường. Đây là một phòng nữa, rộng quá, này nhiều phòng quá. Phòng này là phòng có cửa cuốn. Này là có ban công luôn nè. Coi. Đây là phòng phía trước có cửa cuốn luôn. Rồi bấm bao nhiêu thì được rồi. Giờ mình qua đây, ban công rất là rộng. Và ban công này nè, diện tích của ban công này là rộng là cỡ 2m4, rộng 2m4, dài là 5m5, và phía trước sân cũng rất là rộng. Sân này vẫn đậu được ô tô luôn nè, đậu được ô tô là bình thường. Phía trước kia là một cái ngã tư đường, đây là đường nhựa hết, đường nhựa và kia cũng đường nhựa. Thì đường kia chạy vô tới đâu thì Kỳ Lân chưa có trải nghiệm thử lắm, Kỳ Lân sẽ vòng qua một tour. Còn hiện tại là đường phía trước kia là một đường lớn. Còn trong đây là những cái đường mà cũng 5m. Và ở thành phố Biên Hòa này mà tìm mua một căn nhà có vị trí đường đẹp như vậy, đường nhựa to rộng và tiện ích xung quanh đầy đủ, tiện ích xung quanh cực kỳ đầy đủ. Và diện tích của căn nhà này, cái villa này và giá thành 30 tỷ này thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Hy vọng là quý khách sẽ đến xem để mà trải nghiệm, để mà coi cân đối xem mình có nên mua căn này hay không. Rồi tiếp theo hình như là còn một lầu nữa. Đi lên một lầu nữa em. Cầu thang này hình như nó nhỏ hơn cái cầu thang dưới phải không? Ủa nãy anh băng dép, anh băng không à? Ồ. Đến lúc này là phải dùng đèn pin rồi, để kiếm thử ổ điện nằm ở đâu. Và cuối cùng cũng mò được ổ điện rồi. May quá, từ không có ổ điện là tới thui quay không thấy gì hết. Đây là phía trước
Tại vì trên này là kiểu làm máy, làm thạch cao, là thạch cao nha. Vô camera chưa? Đây là một cái máy tôn này, chứ không để gì đâu, để đồ làm kho, để mấy cái đồ không dùng đến thôi. Cái này thạch cao. Ủa này sao lại làm cái cục gỗ này à? Để chống đâu? Đây cũng là máy tôn hết. Rồi thì cũng tương tự như bên kia. Sau lưng đây là nhà người ta. Wow, rộng à. Qua đây là bồn nước. Cái bồn nước hình như đó là năng lượng mặt trời đúng không? Vâng, và như vậy là mình đã quay từ trên, từ dưới lên trên, và bây giờ mình đi ngược từ trên xuống. Tất cả những gì của căn nhà này, góc cạnh, phòng ngủ, phòng ốc, toilet, nhà tắm, Kỳ Lăng đã quay hết rồi. Thì cũng mong quý thông cảm là bởi vì Kỳ Lăng đi rất trễ, vào trời hơi tối nên là quay ở những chỗ nó tối thì không được rõ. Cũng mong là khách lượng thứ và hãy đón xem những clip tiếp theo nữa, sẽ có nhiều video review về bất động sản hấp dẫn khác. Bây giờ tiếp tục mình đi xuống tiếp dưới. Trong sân vườn này có luôn cả một cây bồng có trái. Đây là cây lộc vừng. À, cây hoa sữa. Có luôn một cây hoa sữa đó kìa. Em về đâu anh ơi? Đây phía trước là một cái đường rộng 5m. Ê, hơn 5m chứ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tầm cỡ 5m. À, đường thì tầm 5m. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xung quanh cái căn villa này là nó có những cái đường giao nhau như thế nào. Thì chi tiết sổ sách thì giấy tờ thì cứ inbox cho Kỳ Lăng qua số hotline Zalo 0901 247 247. Kỳ Lăng sẽ gửi thông tin chi tiết hơn. Qua video này thì chắc chắn rằng là quý khách đã xem tổng thể được cái căn villa này rồi. Đó, bây giờ camera chỉ xuống đường. Tối lắm mà thấy được. Đang mình đang chạy một vòng xung quanh cái căn villa luôn. Đó. Này thuộc là tổ 5 và tổ 6A, đường B2, khu phố 3, Bình Long, Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. À, đúng rồi. Từ cái căn villa đó ra quốc lộ 51 khoảng cỡ 500m. À, biệt thự rất nhiều, villa rất nhiều, nhà đẹp to. Thì quốc lộ 51 này là đi hướng về Vũng Tàu nè. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ chạy quay ngược lại một vòng nữa để mà quý khách hình dung được cái căn villa nó nằm ở vị trí nào. Đó, sau lưng căn villa đó là rất nhiều những căn nhà đẹp, nhà to, những căn villa, những nhà hàng, quán ăn, hải sản tươi sống, hotel. Đi ban đêm nên là nó hơi không rõ. Hy vọng là quý khách nào ở Biên Hòa sẽ hình dung được ra được ngay. Đây là cái cổng của khu phố tổ 5 và tổ 6A, đường B2, khu phố 3, phường Bình Long, Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Và mình đang chạy sau lưng cái căn villa này. Đường này đang chạy sau lưng nè. Đó, quay qua đây giùm anh. Và Kỳ Lăng đánh một vòng tròn xung quanh căn villa của Kỳ Lăng đang giới thiệu nữa nha. Hồi nãy là ở ngay vị trí kia mình quay lại ra đây bức tường, mình tưởng là đường cục nhưng không phải. Ra đây là có một cái đường cắt ngang qua đường bàn cờ. Đó, tức là hồi nãy mình Kỳ Lăng đứng ngay ngã tư. Kỳ Lăng nhìn ra ngược ra đằng phía đằng đường này thì thấy là tưởng là một đường cục nhưng không phải. Tới đó là có một cái đường băng ngang, đó là đường bàn cờ. Và phía trước
Một con đường nữa là có một cái đường này tương đối lớn, đó là đường N6. Đường N6 này thì là một cái đường mà phải nói là đường với giá 30 tỷ thì Kỳ Lăng thấy căn đó quá hợp lý. Rồi bên này đường thế em. Khu này là khu đường bằng cờ nên là rất thoải mái. Và Kỳ Lăng đã review xong, giới thiệu xong cho khách căn nhà gọi là căn villa đi ở Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Long Bình, Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, theo dõi, và còn nhiều căn rất đẹp nữa nhưng mà quay vào ban ngày chứ không phải là quay vào buổi tối như ngày hôm nay. Vì hôm nay là một cái ngoại lệ bởi vì đi trễ, bởi vì có chủ nhà đi chưa về kịp, cho nên là đành phải chờ và quay trễ tối, cho nên là quý khách không nhìn thấy rõ được nhiều chi tiết ở cảnh quan xung quanh ngôi nhà. Và hy vọng là clip sau về những căn nhà, những căn villa, những căn biệt thự tiếp theo sẽ là một cái clip thật là hay, thật là thú vị để mà quý khách xem và tìm hiểu để mà mình quyết định mua những căn nhà giá trị, những căn villa giá trị, những căn biệt thự tuyệt vời. Và bây giờ mình đã ra được đường Bùi Văn Hòa. Bùi Văn Hòa cách đường Bùi Văn Hòa cũng cỡ 500m. Rồi bây giờ sẵn tiện đang ở Biên Hòa thì Kỳ Lăng ghé thăm một vị khách hàng của Kỳ Lăng, một vị khách hàng mua hàng sản phẩm luxury của Kỳ Lăng Luxury. Lâu rồi chưa ghé thăm, hôm nay Kỳ Lăng sẵn tiện gần ở đây thì ghé thăm luôn. Và xin được phép kết thúc video giới thiệu căn villa tại thành phố Biên Hòa tại đây. Một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình xem clip, và rất mong muốn được quý khách hãy ủng hộ bằng cách đăng ký subscribe kênh YouTube này cũng như like theo dõi fanpage này để mà cập nhật nhiều video hấp dẫn sắp tới. Và Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách trọn niềm vui, tràn đầy sức khỏe và luôn luôn thành công, đạt được tất cả những gì mình mong muốn và những cái gì dự định trong tương lai sẽ hoàn thành triệt để mà luôn luôn có thời gian, luôn luôn có tài chính đồng hành cùng với Kỳ Lăng Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.